Và xin mời các bạn đến với Phản Si với kết thúc của One TJ. You all want to be changed with that song. Cô bao giờ em cho anh cho dù đó chỉ là một chút tối về em nghĩ cho anh quan tâm anh dù chỉ là một chút chỉ vì quay đầu em và anh bị bạn bè tình bỉ. Anh cố gắng trang dù được cũng chỉ vì muốn em được hạnh phúc nhưng rồi sao? Anh hiện lại được gì được em yêu thương được em lo lắng hay anh được em để ý? Cho nên hãy chờ xem hai bài kế tiếp có phải là bài lớp không? Nếu mà hai bài đó mà bài thể loại khác và nội dung sáng tạo thì em đang gặp khó khăn. Anh nghĩ khác nghệ sĩ. Anh nghĩ thì mấy bài lớp này thì skill không cần nhiều, bởi vì nó cũng giống mình, không có gắt quá. Mà em có một cái hay là cái cách tự nhiên mà làm cho anh nãy giờ thì anh cũng đang chấm điểm mà nó không có đọc lyric của em, nhưng mà những cái phần em gieo á thì anh đều anh nghe được cái cảm nhận được cái đó thì nó làm rất tốt. Dạ đúng. Nói chung là bạn cần sáng tạo, bạn cần có cái sự sáng tạo trong ngoài nhạc của mình.
không? Chỉ có biết nhiêu đó thôi. Chắc không hả? Yep, đó là World Teacher.